ăn chay đã trở nên thân thuộc với nhiều người. Nhưng không phải ai cũng có thể tự làm món chay tại nhà, chủ yếu do hạn chế thời gian. Để đáp ứng nhu cầu dùng bữa chay của không ít cư dân đô thị, các nhà hàng, tiệm ăn chay ra đời ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu muốn ăn chay nhưng không phải tốn công chế biến của khách hàng. Tùy mỗi quán, mỗi nhà hàng có đối tượng phục vụ khác nhau, nhưng các nhà hàng chay này đều có những món chay truyền thống. Nhà hàng chay Liên Hoa cũng là sự lựa chọn của nhiều thực khách khi muốn có một bữa ăn vừa ngon vừa lạ miệng trong không khí thanh tịnh mà không mất nhiều thời gian. Đến với địa điểm ẩm thực này, thực khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành thanh tịnh bởi không gian đậm chất thiền của nhà Phật, cùng với tiếng nhạc thiền du dương như những cơn gió mát thổi nhẹ vào tâm hồn. Những món chay nơi đây được đầu bếp chăm chút từng chi tiết, từ việc chọn lựa rau củ quả tươi ngon, tinh khiết đến việc chế biến khéo léo và trang trí đẹp mắt, làm tăng thêm sự hấp dẫn và không kém phần bổ dưỡng cho những món ăn chay. Gỏi là một trong những món khai vị đặc sắc nhất của ẩm thực Việt. Khác với các loại salad phương Tây hay các vị béo của bơ và sốt trứng, thì gỏi Việt đặc trưng với vị chua chua ngọt ngọt, vừa thanh mát vừa kích thích vị giác. Các món gỏi chay cũng không ngoại lệ khi vẫn giữ được hương vị chua ngọt đó. Gỏi rong biển và nấm bào ngư tạo cho người ăn một cảm giác vừa quen vừa lạ. Vị chua ngọt từ chanh và đường, mùi thơm của hành phi và rau răm, và đặc biệt sự kết hợp giữa rong biển và nấm bào ngư là sự kết hợp mới mẻ, không chỉ bổ dưỡng mà còn mang lại một hương vị rất độc đáo. Gỏi rong biển tôi chọn từ lá rong biển và nấm bào ngư. Nó kết hợp từ nấm bào ngư là vị ngọt của nấm bào ngư và vị rong biển là từ mặn của biển. Kết hợp hai cái này lại với nhau sẽ tạo thành một vị ngọt và vị mặn. Nó rất đậm đà và bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Từ nguyên liệu đậu nành, người phương Đông đã sáng tạo ra nhiều loại thực phẩm ngon miệng và hấp dẫn như đậu hũ non, đậu hũ kia. Trong chế biến món chay, ngoài cách kho, xào hay chiên, đậu hũ còn có thể được đem nướng trong giấy bạc. Sự hòa quyện của hương vị gừng, sả cùng đậu phộng, hành phi, rau răm, tất cả được gói gọn trong tấm giấy bạc và đem nướng. Cách chế biến này không những giữ nguyên được hương thơm và độ nóng cho đậu hũ và các nguyên liệu mà còn tạo nên mùi vị rất lạ và rất riêng của món đậu hũ nướng. Đây là món đậu nướng giấy bạc mà mình kết hợp với đậu hũ và giấy bạc với bơ, tất cả các nguyên liệu phụ như nấm, sả cây, rau răm, hành tây với hành phi, đậu phộng mình gói vào giấy bạc, gói kín lại. Khi đó mình nướng nó sẽ giữ độ nhiệt được lâu, khi người ta ăn sẽ cảm nhận được nóng và mùi thơm của đậu hũ và bơ, nó sẽ tạo lên một cái mùi rất đặc trưng. Bên cạnh các món ăn từ đậu hũ kia cũng được sử dụng nhiều trong chế biến món chay. Đậu hũ kia được hình thành từ những lớp dán trên mặt sữa đậu nành, xếp thành nhiều lớp nên ăn dai và thơm hơn đậu hũ thường. Trong món đậu hũ kia sốt tóc tiên, đậu hũ kia tươi sau khi được làm sạch nấu với tóc tiên cùng nước sốt tương hơi mặn hoặc là mặn mặn, phối hợp cùng với các loại rau củ quả cắt nhỏ làm cho món ăn đa sắc đa vị. Hương thơm và vị bùi của đậu hũ kia hòa với sự ngọt mát của tóc tiên rau củ, vị ngọt đậm đà của nước sốt làm cho món ăn thêm quyến rũ. Tôi giới thiệu là món đậu hũ kia sốt tóc tiên, thành phần chính là gồm đậu kia và tóc tiên và một ít chả bông làm từ nấm kết hợp với nhau cùng rau củ hỗn hợp, và mình sử dụng những sốt tương để tạo lên một hương vị rất đậm đà và ngon miệng. Gạo là nguồn lương thực chính của người Việt nên cơm như một phần tất yếu của từng bữa ăn dù mặn hay chay. Việc kết hợp với hạt sen và lá sen trong chế biến và trình bày làm cho món cơm sen chay gần như mang trọn hương sắc Việt. Mùi thơm của nước cốt dừa hòa lẫn trong từng hạt gạo xào cùng hạt sen và rau củ. Sau đó hấp thêm một lần nước cốt dừa đã làm cho món cơm sen tỏa hương thơm phức. Món cơm sen hương dừa để lại ấn tượng thú vị không chỉ với người Việt mà cả với du khách nước ngoài. Tôi giới thiệu bạn món cơm sen mà truyền thống món chay thường dùng, gồm có lá sen,
và một ít hạt sen và cơm, mình nấu từ nước dừa và kết hợp với rau củ quả hỗn hợp. Hạt sen phải chọn hạt sen chắc và bùi thơm. Hạt sen mình phải hấp trước, không bị đắng. Và đồ rau củ hỗn hợp thì mình sẽ luộc sơ qua. Sau đó mình gói tất cả vào lá sen nêm gia vị, rồi sau đem đi hấp. Để cái mùi vị của lá sen này nó uyển chuyển vào cơm, ăn rất thơm và ngon. Trong một bữa ăn của người Việt, ngoài món mặn thì món canh cũng là một món thường có. Với ẩm thực chay, món canh tương đối dễ chế biến vì nguyên liệu chính là các loại rau củ quả, các loại nấm hay rong biển. Món kiểm là một món ăn chay rất đặc trưng của người miền Nam. Một số người Bắc hay gọi là chè kiểm, nhưng thật ra đó không phải là chè vì nó có thể ăn với cơm hoặc ăn không. Nếu như bạn đã khá quen với món kiểm mà nguyên liệu chế biến là các loại củ quả nấu với nước cốt dừa hay các loại canh rau xanh, thì bạn cũng có thể dùng nấm và đậu hũ non để chế biến nên món canh thật mới lạ. Món canh nấm ngũ sắc sử dụng khoảng 3 loại nấm kết hợp với mướp và rong biển, làm cho nước canh có vị ngọt và mát. Việc cho thêm đậu hũ non chính là để điểm xuyết thêm vị bùi cho món ăn. Tôi giới thiệu món canh ngũ sắc gồm có là bông cải xanh, bông cải trắng, rồi nấm rơm, nấm bông cô với mướp và một ít đậu hũ non và rong biển nấu canh. Mình sẽ nấu lại kết hợp lại với nhau, nó sẽ tạo thành một hương vị rất đậm đà và đặc sắc. Nó ngọt từ bông cải xanh và bông cải trắng, nấm hương tạo thành một hương vị rất đậm đà. Ngày nay, món chay ngày càng lan tỏa sức hấp dẫn đến nhiều người yêu thích ẩm thực Việt. Bởi lẽ, cư dân Việt sinh sống trên mảnh đất với khí hậu nhiệt đới gió mùa cùng thảm thực vật đa dạng là một lợi thế trong việc chế biến ra các món chay. Trên 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, thế giới quan của Phật giáo không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền ẩm thực nước ta. Hương vị ngọt ngào và bắt mắt của ẩm thực chay đã trở thành một thành tố không thể thiếu trong nền văn hóa ẩm thực phong phú, mang đậm bản sắc hồn Việt.